Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài hỗn số. Bài số 1: viết và ghi cách đọc phân số, hỗn số chỉ phần tô màu trong mẫu hình vẽ thầy mẫu. Đây là cái cột, bên này là hình. Cột bên này là phân số, rồi bên này là hỗn số. Như vậy chúng ta bên này chúng ta sẽ có là một cái hình tròn, và bên này là chúng ta có một cái hình tròn nhưng mà người ta họ lấy một ít. Rồi bên này thì người ta họ viết phân số, còn hỗn số thì chúng ta thấy này, cái phân số á, thì người ta họ đếm mà 1 2 3 4 5 6. Với cái phần này là 7, và cái tử là 7. Còn cái mẫu người ta họ chỉ lấy cái một cái này, người ta chia bao nhiêu thì người ta lấy cái mẫu à. Chứ đừng có lấy là cái mẫu bên này là 6, cái mẫu bên này là 6 là 12, không phải nha. Hai cái này cộng lại là 12, mẫu 12 là không phải. Thì người ta chỉ lấy một cái này chia bao nhiêu phần thì đó là chính là cái mẫu. Rồi còn cái hỗn số thì cái phần đọc đó đã là 7 phần 6 nha. Còn cái hỗn số là 1 và 1 phần 6. Thì cái này người ta họ lấy cái này là lấy nguyên một phần nè, nguyên một phần là số 1. Còn cái này người ta họ chia là 1, lấy 1 trên 6. Rồi bài này thì người ta phân số là sao? Cái này người ta họ chia là 1, 2, 3, 4 à, 4. Như vậy là cái này là 4 nè. Cái này người ta họ cũng chia làm 4 nè, 8 nè. Bài này 4, đây bài này 4 nữa là 8 nè. 8 với lại 9, 10, 11 à. Vậy là 11 trên mấy? 1, 2, 3, 4 1. Rồi còn cái chúng ta đọc rồi đã. Sao cái lòng sọng này? Đọc là 11 phần 4 10 1 phần 4. Rồi còn hỗn số thì 1, 2 2. Và cái này là mẫu là 4, người ta lấy là 3. Vậy là chúng ta lấy, như muốn đổi hỗn số ra phân số, ta lấy 2 này ta nhân cho 4 là 8, 8 cộng 3 là 11, 11 phần 4. Cái này là 2 và 3 phần 4. Bài này 1, 2, 3 nè. Như vậy cái mẫu nó là 3. Còn trên tử là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy là 17 phần 3. Rồi còn có hỗn số 1 phần nguyên, 2 phần nguyên, 3, 4, 5, 5 phần nguyên. Và cái này là 2 trên 3. Cái này đọc là 5 và 2 phần 3. Phần này thì chúng ta chú ý này, chúng ta thấy này. Cái này là người ta họ để trống x, cái này để trống x. Thì chúng ta đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy cái mẫu này là 8, được không? 8. Còn cái tử chúng ta bao nhiêu đây? Chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 phần 8. Rồi còn hỗn số. Hỗn số thì chúng ta bên này còn thiếu 3 đúng không? 1 2 3, chúng ta bóc cái này qua.
1 2 3 chúng ta bỏ qua này. Rồi, bỏ qua này. Như vậy còn bên này là còn 1. Nè, 1. Rồi. Ngay chỗ này thì chúng ta lấy 1 này chúng ta bỏ qua đây. Như vậy thì cái này còn lại là bao nhiêu này, từ từ. Rồi bây giờ cái này nè. Cái này thầy lấy cái này thầy cho vào đây. Thầy lấy cái này thầy cho vào đây. Thầy lấy cái này thầy cho vào đây. Được. Vậy còn cái này. Còn cái này thì thầy cho vào đây. Được. Như vậy bên này là còn lại là không có. À, không có, còn cái này là đầy rồi đúng không? Này đầy rồi, còn cái này còn một cái chỗ này thì chúng ta đẩy qua đây, à, đẩy qua đây. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có được một cái đúng không? Một nè. Rồi còn cái này là bao nhiêu đây? Chúng ta cái phần này qua đây rồi đúng không? Như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 7 và cái mẫu người ta họ chia làm 8 phần. Được chưa? Đây này là 1 và 7 phần 8. Đọc rồi số 2. Chuyển các hỗn số thành phân số theo mẫu 4 2 phần 7. Ta lấy 4 ta nhân cho 7, rồi ta cộng với cái tử là 2, giữ nguyên mẫu 4 7 28, 28 ta cộng 2 là 30, 30 phần 7. Là chỗ này là ta lấy là gì? 3 ta nhân 15. Ta cộng cho 7. Rồi giữ nguyên mẫu bằng 3 nhân 5 là 15. À, 3 nhân 15 là bằng 45. 45 ta cộng cho 7 là bằng là 52 phần 15. Bài này ta lấy 5 ta nhân cho 3 ta cộng cho 2. Rồi, 3 giữ nguyên. 5 3 15, 15 cộng 2 là 17 phần 3. 8 nhân 8 à, 8 ta nhân cho 8 ta cộng cho 3. À, trên 8. 8 8 là 64. 64 ta cộng với 3, 63 là 67. Trên 8. Bài này 6 ta nhân cho 9 ta cộng cho 5. Trên 9. 6 nhân cho 9 là bằng 54. 54 cộng 5 là bằng 59. Trên 9. 4 nhân 5 ta cộng cho 2. 4 5 20, 20 ta cộng 2 là bằng, à, cái này bằng 22 phần phần 5. Ta qua bài số 3. Dựa vào mô hình phép chia dưới đây, em hãy chuyển các phân số thành hỗn số. 30 ta chia 7, à, 30 ta chia 7 là được 4 dư 2. À, như vậy là 30 phần 7 bằng là đây. Cái này là phần nguyên. Còn phần chia cái phần dư trên phần chia. Rồi như vậy là 8 phần 8 ta chia cho 8 chia 5. À, 8 chia 5 là được là 1. À, 1 dư 3 như vậy là 3 phần phần 5. 9 ta chia 4 là được 2. À, như vậy là còn dư 1, như vậy là bằng 1 phần 4. 17 ta chia cho 3 là được là 5, 5 3 15. À, 5 3 15 là dư 2, về 2 phần 3. À, cái này chúng ta giữ nguyên này, nè, giữ nguyên. 41 ta chia cho 9. 9 nhân cho 3 27. 9 4 36. À, như vậy là 9 nhân 4 là bằng 36. 36 41 là trừ 36 là còn 5. 5 phần 9. Cái phần này nó luôn luôn nhỏ hơn cái phần này nha.
cái phần cái tử này luôn luôn nhỏ hơn cái mão này nha. Đọc qua trang tiếp theo. Bài số 4. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào chỗ chấm. 14 phần 15. Câu này. Một thì chúng ta sẽ thể nhận xét này, chúng ta thấy này. 14 nhỏ hơn 15 thì phân số này là nhỏ hơn 1. Còn cái này cái hỗn số này là cái 1 là 1 phần nguyên rồi. Bản thân con 1 này đã lớn hơn này rồi. Nè. Đó. Còn không thì chúng ta sẽ đổi cái này ra. À, đổi cái hỗn số này ra phân số. Rồi chúng ta quy đồng nó lại lâu hơn. À. Nhưng mà nhận xét thì hiếm ít em nhận xét được thì chúng ta đổi cái hỗn số ra phân số này. 1 nhân 5 là bằng 5, 5 cộng 1 là bằng 6 phần 5. À. 6 phần 5 mà muốn mẫu 15 thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Như vậy là bằng là 3 nhân 6 là 18 phần 15. Cái này 14 phần 15, này là 18 phần 15, như vậy bên này lớn hơn. À. Thầy nói về cái cách nhận xét tử này, thầy nhắc lại này. Chúng ta thấy đây là cái tử nó nhỏ hơn cái mẫu. Thì cái phân số là nhỏ hơn 1. À. Còn cái hỗn số này đây là phần nguyên này, phần nguyên đây là phần nguyên là 1. Như vậy riêng cái phần nguyên nó lớn hơn cái này rồi. Được, nó còn thêm cái này nữa. À. Như vậy là phân số cái hỗn số bên này nó lớn hơn cái phân số bên này. Rồi bên này. Bên này thì chúng ta phải đổi cái này ra. À. Đổi cái hỗn số này ra phân số. 3 nhân 9 là bằng 27. À. 27 ta cộng với lại 5 là bằng 32. À, 32 cái mẫu giữ nguyên là 9. Đây này 35. Bài này lớn hơn. Bài này phần nguyên và phần nguyên bằng nhau thì chúng ta so sánh cái phần hai cái phần số này. Đây mẫu là 7, mẫu 14. Như vậy cái này chúng ta nhân 2. Nhân 2 là tay nhân 2 là bằng 8, 8 phần 14. Như vậy hai bên này bằng nhau. Bài này 4 nhân 4 là bằng 16. 16 phần 4. 4 nhân 4 là 14, 4 16, 16 là 17 nhầm. 17 phần 4. 17 phần bên này 17 phần 2, còn này là 17 phần 4, như vậy hai cái này là cùng tử. Cùng tử thì cái mẫu nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Cái mẫu này 2, mẫu này 4. Này, 5 nhân cho 4 là 20, 20 ta cộng 3 là bằng 23 phần 4. Bên này cũng 23 phần 4 bằng nhau. Bên này 6, 6 phần nguyên giống nhau. Như vậy chúng ta chỉ cần so sánh hai cái phần này thôi. Và cái này là chúng ta nhân chéo lên là bằng 9 phần 15. Bên này là 10 phần 15. Vậy bên này lớn hơn 10 phần 15. Chúng ta qua bài số 5. Tính cộng hai cái này thì chúng ta phải đổi cái hỗn số này ra phân số. Nè. 4 x 9 là 36. 36 ta cộng cho 2 là bằng 38 phần 9. Ta cộng cho 2 36. 6 ta cộng 2 là bằng 8 phần 3. À. Như vậy cái mẫu bên này là 3, mẫu này 9 thì chúng ta sẽ quy đồng là 38 phần 9 ta giữ nguyên. Ta cộng cái này nhân 3, 38 là 24 phần 9 cộng lại 12 với 2 ta nhớ 1, 62 phần 9. Rồi bên này chúng ta cũng tương tự. 9 nhân cho 2 là 18. 18 ta cộng 10 nhân cho rồi ta cộng cho 5. Vậy là bằng là 113. Ta cộng cho ta phần 12 ta trừ cho 7, 8, 5, 6. 5, 6 ta cộng 1 là 57.
là 17 phần 8. Rồi cái này chúng ta trừ nhau thì cái mẫu này chúng ta phải quy đồng. Như vậy cái này cái mẫu là 12, cái mẫu này 8 thì chúng ta lấy mẫu chung là 24. Nha. 24 thì chúng ta cái này chúng ta sẽ nhân cho 2. Nhân cho 2 là 226 trên 24. Ta trừ cho cái này là nhân cho 3. Như vậy là 3 nhân 7 là 21, viết 1 ta nhớ 2. 3 nhân 5 15, 15 với 2 là 17. Trên 24 rồi hai cái này trừ nhau bằng. Giờ là bằng 55 trên 24. Chúng ta qua bài tiếp theo. Cái này chúng ta đổi ra 2 x 5 10, 10 cộng 4 là 14. Nhân cho 27 14 cộng 1 là 15. Rồi chúng ta đây chúng ta thấy nè, chúng ta nhận xét nè. Chúng ta đừng có nhân tử nhân lấy tử nhân tử mão nhân mão thì nó là nó lâu lắm. Chúng ta thấy 14 17 nè, vậy đơn giản ở đây còn 2. Được chưa? Còn 15 với 5 ở đây, chúng ta đơn giản đi. Giải trên là còn 3. Ở đây là còn 2 nè. Ở đây là còn 3 nè. Dưới còn 1 1. À. Như vậy là 2 x 3 là bằng 6, 6 phần 1 phần 6. Còn không chưa đành thì chúng ta lấy cái này chúng ta nhân cái này, rồi lấy cái này chúng ta nhân cái này, chúng ta rút gọn nó cũng ra này. Nhưng mà nó rất là lâu. 4 3 12, 12 với cộng 2 là bằng 10. 14 phần 3. Ta chia cho 5 1 5 5 2 7. 7 phần 5. Rồi chia thì nhân đâu nhân đổ ngược. Như vậy chúng ta thấy đơn giản này, cái này đơn giản đi, nhẹ trên còn 2, 2 nhân 5 là 10. Còn dưới này là 3, ta nhân cho chỗ này là còn 1. Ta đơn giản đi còn 1, như 3 nhân 1 là còn 3. Nó qua bài số 6 tìm x. Đây là cái số bị trừ. À. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ chuyển cái này ra đã. Như vậy là x trừ cho 3 phần 4 chúng ta ghi lại này bằng 2 x 2 là 4, 4 x 1 là 5, 5 phần 2. Rồi tới đây, tới đây thì nó là một cái số bị trừ. À, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ bằng. Như vậy cái mẫu này 2, mẫu này 4 thì chúng ta sẽ quy đồng lên. Quy đồng lên cho là nhân 2 là 10, 10 phần 4 cộng 3 phần 4 bằng 13 phần 4. Bài này, bài này thì chúng ta cũng phải đổi này ra nè. X cộng cho 4 5 20, 23 phần 5 bằng 49 phần 10. Vậy đây là một cái tổng, muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạn đã biết. Rồi như là bằng 49, tức ta giữ nguyên phần 10. Ta trừ cho cái này chúng ta nhân 2. Nhân 2 là bằng là 46 phần 10. Như là 49 là trừ 46 là còn 3 phần 10. Bài này, này chúng ta phải đổi, cái này chúng ta đổi. 5 phần 9 là chúng ta sẽ đổi ra được 59 45. 45 mà chúng ta sẽ cộng cho 7 là 52. 52 phần 9 trừ cho x bằng 43 12 cộng 1 là 13 phần 3. À, từ đây thì chúng ta muốn tìm số trừ ta lấy hiệu, ta lấy số bị trừ ta trừ đi hiệu. Trừ cho cái này là ta nhân cho 3.
như vậy là bằng 39 phần 9 bằng, vậy là bằng 13 phần 9. Bài này x chia 1 nhân cho 7 là bằng 7, 7 ra cộng cho 4, 7 ra cộng cho 4 là bằng 10, 11 phần 7 bằng 3 nhân 4 12, 12 cộng 1 là bằng 13 phần 4. Tới đây là muốn tìm số bị chia. Ta lấy thương, ta nhân với lại số chia bằng, dưới mão là bằng 28, cộng trên là 1, 4, 3. Chúng ta qua bài số tiếp theo. 8 phần 15 ta chia cho x bằng 2 nhân 5 10, 10 cộng 1 là 11 phần 5. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia để chia cho thương. X bằng 8 5 là 40, ở trên này là 165. Bài này 3 nhân 4 12 cộng 1 là bằng 13 phần 4, ta nhân cho x bằng 2 nhân 6 12, 12 ta cộng 5 là bằng 10, 17, 17 phần 6. Rồi đây là muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết bằng 17 phần 6, ta nhân cho 4 phần 13 bằng 28, với 8 ta nhớ 2, 4 là 68, 63 là 18, với 8 ta nhớ 1, 66 là 7. Chúng ta qua bài số 7. Một băng giấy hình chữ nhật có chiều dài là 4 phần 5 cm và chiều rộng là 3, 1 phần 4 cm. Bạn nam đã tô màu được là 5 phần 13 băng giấy, tính diện tích phần tô màu của bạn nam. Thì như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của cái hình chữ nhật này, cái băng giấy hình chữ nhật này. Mà muốn tính diện tích thì chúng ta sẽ đổi những cái này ra cái phân số. 4 phần 5 cm bằng 4 nhân 5 là 20, 20 ta cộng 4 là bằng 20, 4 phần 5 cm. À, rồi chúng ta đổi cái này ra nữa, 3 1 phần 4 bằng 3 4 12 cộng 1 là 10, 13, 13 phần 4 đúng rồi là cm. Cái này là cm đấy chứ. Rồi, chúng ta có hai con số này. Chúng ta đi tính cái diện tích của cái băng giấy hình chữ nhật. Diện tích băng giấy hình chữ nhật là 4 ta lấy chiều dài và chiều rộng chúng ta nhân nhau. Ta lấy 24 phần 5, ta nhân cho 13 phần 4 bằng. Như vậy cái này chúng ta rút gọn đi, 6 nhân 4 là bằng 24, vậy trên là còn 6. 6 nhân cho 3 là 18, 18 thành như 1, 7, 18. Vậy còn lại 5. Đơn vị chỗ này là cm vuông. Rồi, tiếp theo người ta, bạn nam này đã tô là 5 phần 13 băng giấy. Rồi, tính diện tích
phần đã tô mặt. Như vậy ta lấy cái diện tích này chúng ta nhân cho 5/13 diện tích phần tô màu của bạn nam là diện tích phần tô màu của bạn nam là ta lấy 78/5 này, chúng ta nhân cho 5/13 bằng 5 trên 5 dưới hết, vậy còn là 78/13 đơn vị là cm vuông. Như vậy chúng ta rút gọn ra như vậy là bằng là 6 cm vuông. Đáp số 6 cm vuông. Bài số 8 này thì là 2/3 gói kẹo là 16 viên, hỏi 3/4 gói kẹo ái là bao nhiêu viên. Như vậy người ta nói là 2/3 gói kẹo là bằng 16 viên thì chúng ta sẽ đi tính cái gói kẹo này là bao nhiêu viên. Số viên kẹo trong gói kẹo có là 16, ta chia cho 2/3. Còn không thì ta lấy 16 ta nhân cho 3/2 ha. Ta nhân ngược lại có nghĩa là cái này là từ nhỏ chúng ta đổ ra lớn. Rồi. Cái khối lớn nó phải nhiều hơn con số này. Ta lấy 16 ta nhân cho 3/2 cũng được, hoặc ta lấy 16 ta chia cho 2/3. Như vậy là bằng là 24. 24 viên kẹo. Rồi từ đây người ta hỏi là 3/4 cái của cái này thì bao nhiêu viên kẹo. Số viên kẹo số viên kẹo 3/4 trong gói kẹo có là ta lấy 24 ta nhân cho 3/4 là được là 18 viên. Đáp số 18 viên kẹo. Chúng ta qua bài số tiếp theo, số 9. Viết các số đo dưới dạng hỗn số theo mẫu. 9 4 mấy 9 cm, 4 mấy thì chúng ta giữ nguyên. Cái này người ta họ viết theo mấy thì mấy này giữ nguyên, còn cái cm này chúng ta sẽ đổi ra mấy là chúng ta lấy 9 ta chia cho 100. Tại vì sao? Tại vì cm này là đơn vị nhỏ, chúng ta đổi qua đơn vị lớn là mấy thì chúng ta phải chia cho 100, như là 4 đây 9/100 mấy. Như vậy thì bài dưới này thì chúng ta cũng đổi ra mấy, được ngay chỗ này là đổi ra mấy. Như vậy 15 mấy thì chúng ta giữ nguyên và cộng cho 8 này chúng ta sẽ đổi ra mấy là 8/10 mấy. Và qua này là 15, 8/10 đơn vị là mấy. Bài này là 23 chúng ta giữ nguyên. Ta cộng cho 15 cm này chúng ta sẽ đổi nó giống giống như bài trên này, vậy là 15/100. Đơn vị là mấy? Vậy là 23 15/100 mấy. Ba mấy này chúng ta giữ nguyên. Ta cộng ra mili mấy chúng ta đổi ra mấy là chúng ta sẽ chia cho 1000 lần. Được. 28 thì chia cho 1000. Đơn vị bây giờ nó là mấy? Là 3 28
tay 1.000 mấy. Bài này 7 kg chúng ta giữ nguyên, 5 hectogram à, hectogram thì chúng ta thì sẵn đây thầy viết luôn cái dãy đơn vị đo này. Đây là có tấn tạ đúng không? Tấn này, tạ này, yến này, kilogram này, hectogram này, decagram này, gram. À, hôm bay này thì sẵn đây thầy viết luôn cái đơn dãy đơn vị đo này. Kilomet này, hectomet này, decamet này, mét này, decimet này, centimet này, milimet này. Yeah. Rồi chúng ta quay lại cái bài bên này. Kilogram chúng ta để nguyên, hectogram chúng ta đổi ra, đây là hectogram chúng ta đổi ra kilogram là cộng cho 5/10. Được. Tại vì hai đơn vị đứng liền kề nhau cho nên đơn vị bên tay trái nó lớn hơn đơn vị bên tay phải là 15. Nên là 7 5/10 kg. Hai tấn qua tạ à, 42 tấn chúng ta giữ nguyên. Tạ thì 5/10 10 tấn. Nếu cộng nha. Vậy là bằng là 42 5/10 tấn. 3 kg chúng ta giữ nguyên. 124 gram, gram chúng ta đổ qua đây là tới 1.000 à, ta cộng cho 124/1.000 đơn vị là kg. Rồi là 3 124/1.000 này là kg. Tạ, 5 tạ chúng ta giữ nguyên. Kilogram à, kilogram đây chúng ta chuyển qua đây là cộng cho 47/100 đây là tạ à, 5 tạ 47/100 đơn vị là tạ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.